Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn mua một em poodle giá rẻ, khỏe và đẹp nha. Đây là em poodle ở shop và hôm nay mình sẽ lấy bé này ra làm ví dụ hướng dẫn cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Trong phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chọn mua một em poodle giá rẻ nha. Thì trong tất cả các dòng poodle thì dòng poodle có giá rẻ nhất đó là dòng poodle toy đó các bạn. Dòng poodle toy thì khi trưởng thành thì các bé có trọng lượng tầm 5 đến 7 kg ha. Đó, thì các bạn mua ở đâu từ được giá rẻ mà còn khỏe mạnh nữa? Thì mình chia sẻ cho các bạn là các bạn nên mua những em poodle ở các trại chuyên nhân giống poodle ha. Hoặc là các bạn mua ở những hộ gia đình mà nuôi poodle á. Thì người ta thường là ta nuôi một hai con, hoặc một con cái, hoặc là một cặp gì đó. Thì người ta nuôi đẻ ra những bé poodle con. Thì những người đó thì thường là bán với giá thành tương đối rẻ nha các bạn. Các bạn đừng ham rẻ mà mua nhầm những em poodle không khỏe mạnh, hoặc là các bạn bị lừa đảo mua poodle lai nha. Giống như là video lần trước á, mình có chia sẻ là việc mua poodle giá rẻ trên mạng và cái kết á, bạn nào chưa xem á thì xem lại ở phía trên đây nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chọn được một em poodle khỏe mạnh. Vì đầu tiên thì khi các bạn đến chọn mua một em poodle cho mình á, thì các bạn nên quan sát bé poodle. Bé poodle khỏe mạnh thì nó sẽ hoạt bát năng động, nó sẽ rất là vui vẻ, nó sẽ phản ứng lại khi các bạn kêu nó, hoặc là các bạn ẵm nó lên thì nó cũng rất là lăng tăng vậy đó. Các bạn đừng mua những em poodle mà khi các bạn kêu nó mà nó không có phản ứng gì lại, hoặc là nó không chạy lại hướng các bạn, nó cứ nằm ủ rũ thì các bạn không nên mua nha. Vì các em đó có khi là nó đang đau bụng đó, thì nó sẽ không có muốn đi đâu hết. Mà các bạn chưa có kinh nghiệm nuôi á, mà chọn những em đó về, các bạn không biết chăm á, thì sẽ gây khó khăn cho các bạn rất nhiều và chăm rất là cực nha. Các bạn phải đem những cái em đó đi khám bác sĩ đó. Tiếp theo thì các bạn nên kiểm tra răng của em poodle ha. Đây mình sẽ ví dụ bé poodle của mình nha. Đây các bạn dạch cái lông ngay bên miệng lên. Đó các bạn xem nha. Đó bé poodle của mình có răng rất là nhiều và dài rồi nè. Các bạn nên chọn những em có răng đầy đủ và dài rồi nha các bạn. Các bạn đừng nên chọn những em mà răng mới nhú một chút xíu hoặc là chưa có răng. Thì đó là những em poodle còn non, còn nhỏ đó. Nếu mà như vậy thì tụi nó sẽ chưa biết ăn cứng đâu. Các bạn mua về sẽ chăm rất là cực. Các bạn phải đút sữa này kia nữa. Mà nhiều bạn chưa có kinh nghiệm nuôi thì cũng không có tốt đâu. Nếu được thì các bạn nên đề nghị những cái người bán cho các bạn á, cho các bé ăn, cho các bạn thấy, để các bạn biết được là cái sức ăn của bé như thế nào. Đó, bé đang ăn loại thức ăn gì. Đó, một khẩu phần, một lần ăn của bé là bao nhiêu. Bé ăn có mạnh hay không. Thì các bạn dễ dàng quan sát những bé nào mà đưa thức ăn, các bé chạy lại ăn nhanh lẹ liền á, là những cái bé đó là có sức khỏe rất là ok ha. Và một điều cũng quan trọng không kém là các bạn nên để ý cái phần chân sau của bé poodle ha. Đối với những bé poodle khỏe mạnh, không có tật lỗi gì, thì khi các bé chạy nhảy, đi đứng thì bộ phận chân sau phải thẳng ha, không được lết lết hoặc là nguyên một cái bàn chân á, nó tì xuống đất luôn nè.
nguyên một cái bàn vậy nè, tỳ xuống đất. Đi như vậy là cái chân của bé là đang yếu và thiếu canxi nha các bạn. Các bạn về là các bạn phải chăm thêm cho các bé, bổ sung canxi nhiều vào thì các bé mới có thể là cứng cáp cái chân đi khỏe mạnh được nha bạn. Và các bạn nhớ để ý nha, cái phần chân sau này á, có nhiều bạn mua không có để ý đâu mà đem về tới nhà thì mới phát hiện đó. Thì tới lúc đó thì có khi là các bạn muốn đổi thì sợ là người ta sẽ không cho các bạn đổi đâu. Tùy, trừ khi là các bạn mua những cái chỗ mà uy tín á thì có thể là người ta sẽ cho đổi, hoặc là những bé đó là những shop đó sẽ không bán. Giống như mình là những bé buôn đồ mà còn nhỏ thì mình sẽ nhận cọc đó, hoặc những bé thì tình trạng sức khỏe không tốt đó, thì shop mình là luôn luôn giữ lại để chăm tốt hẳn, ổn định hẳn thì mới cho về nhà mới nha. Cuối cùng là một trong những điều mà các bạn là cần chú ý, đó là về vấn đề tiêm chủng vaccine cho bé bún đồ của mình ha. Thì ở đây mình có một cuốn sổ, mình sẽ cho các bạn xem để các bạn hiểu về sổ sức khỏe của chó bún đồ là như thế nào ha. Đây đây là cuốn sổ sức khỏe của một trong những bạn chó ở shop mình ha. Thì trong sổ của shop thì luôn luôn ghi rõ thông tin ngày tháng năm sinh của bé thú cưng ha, giới tính, màu lông, dòng chó ha các bạn. Đó, tiếp theo là các bạn coi về cái phần ngày tái chủng. Đây đây là lịch chích ngừa cho các bé và các lần tái chủng nè, nhãn vaccine ha. Đây là cột ngày chích ngừa nè, và đây là cột ngày tái chủng. Các bạn mua bé về thì phải để ý tới cái cột ngày tái chủng này nha, để mình chích ngừa lại cho các bé đúng ngày đó các bạn. Đó, tiếp theo là phần tẩy giun cho các bé hàng tháng. Thì ở đây thì mình cũng có ghi rõ ngày tẩy giun cho các bé nè. Đó, các bạn đem các bé về thì mỗi tháng các bạn cũng nên tẩy giun cho nó một lần, nếu chó của các bạn dưới 6 tháng ha. Còn trên 6 tháng thì các bạn nên tẩy giun cho bé 3 tháng một lần ha. Thì việc tẩy giun này thì rất là quan trọng. Tẩy giun giúp cho bé tổng hợp được chất dinh dưỡng tốt hơn. Đó, vì tẩy giun thì cũng an toàn cho người nuôi và cho bản thân các bé thú cưng của các bạn luôn, không sợ những các bệnh về sán chó ha các bạn. Nãy giờ thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hai phần là cách chọn mua chó bu đồ giá rẻ khỏe đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn mua một bé bu đồ đẹp nha các bạn. Đó, bây giờ đối với một em bu đồ đẹp thì các bạn nhìn bé này ha, chất lông phải phồng lên này nè ha. Đối với em bu đồ thì cái lông đầu phải tròn, mặt tròn ha các bạn, giống như bé của mình nè, mặt rất là tròn luôn ha. Đây, cái mỏ của bé, khoảng cách mỏ rất là ngắn, càng ngắn là càng đẹp nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thẳng vô trực diện bé là mặt bé rất là tròn nè, lông đầu, lông mặt nè, rất là chuẩn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Bé này ở shop là chưa cạo lông máu lần nào, lông nguyên thủy mà đã đẹp như thế này rồi. Thì các bạn mua về, các bạn chỉ cần cạo lông cho bé một lần là mình bảo đảm là bé bundle của bạn là xuất sắc luôn đó. Tùy chất lông của những bé bundle, mà có những bé về các bạn có thể cạo lông một lần là đẹp, hoặc là có những bé chất lông hơi mềm một chút thì các bạn cạo cho bé 2 đến 3 lần ha. Đó, tiếp theo là các bạn kiểm tra phần da lông của bé ha. Các bạn giặt lông lây ra. Đó,
các bạn kiểm tra coi là có vẫy gầu hay không ha, hay là có ve rận hay không, để mình biết là mình điều trị, hoặc là mình không nên, nếu mà mình không có kinh nghiệm chăm sóc thì không nên chọn những bé bị viêm da nha. Vẫy gầu, xuất hiện vẫy gầu ở dưới lớp lông như vậy là viêm da rồi nha các bạn. Đó, lông mọc phải đều vậy nè, không có mà rụng lông nha các bạn, nhất là phần rụng lông nha. Bundle là không bao giờ rụng lông nha các bạn. Các bạn rờ qua, các bạn vuốt mà rong lông rụng tùm lum á là các bé đó là có vấn đề về da rồi, các bé có bệnh về da rồi, thì các bạn không nên chọn những bé bundle đó nha các bạn. Đó, còn màu sắc lông á thì tùy theo sở thích của mỗi bạn. Bundle thì có rất là nhiều màu, màu nâu đỏ nè, màu kem, màu trắng, màu xám, màu bò sữa, có rất là nhiều màu, thì tùy theo sở thích mà các bạn chọn theo cái sở thích của các bạn ha. Đặc biệt thì trên thị trường thì cũng có một dòng bundle tay vỉnh nha các bạn. Tay vỉnh thường là bundle ti cúp, và tay các bé sẽ thẳng dựng đứng lên là như các dòng phốc sóc vậy đó các bạn. Đó thì đó là dòng bu đồ đột biến, thì nhưng mà giá của dòng đó thì tương đối cao nha các bạn. Bạn nào thích thì cũng có thể tìm mua. Những bé đó thì cũng rất là lạ và đẹp. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về cách nuôi dòng chó bu đồ hay là những dòng thú cưng khác thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Bye bye. À, bạn nào thích bé bu đồ này thì liên hệ với shop mình sớm nha. Mình chỉ còn một em bu đồ tí nỉ này thôi, bé này là bé cái luôn nha. Siêu xinh luôn nè mọi người.